Hôm nay giới thiệu một bản bài cộng từ nguyên lý lớn từ bất động sản. Thì bài này được gọi là bài khó cơ bản, vì chúng ta đi từ những cái cơ bản. This one, assume, city scan, cộng từ, bài scan, bài scan, bài scan, cơ bản trong cái kỹ thuật này. Và đây là một cơ bản khó ở chỗ là cái cơ chế tạo hình. Cơ chế tạo hình hay là quy luật tạo hình là nó rất là khó. Cái thứ hai là nó quá nhiều bổ sung, quá nhiều kỹ thuật khác nhau để cho chúng ta tìm được. Tôi chỉ giới thiệu các bạn cái bài này, chúng ta nắm được cái những cái cơ bản nhất, quan trọng nhất chúng ta cần nắm. Các bài cụ thể thì tôi gửi các bạn sau. Trong này sẽ giới thiệu những cái ý thức rất là cơ bản. Có những câu hỏi hướng dẫn để cho các bạn thi bài cuối khóa. Thì đó là những cái mục tiêu rất là chính của bạn. Những cái gì xoáy trọng tâm làm cái cơ bản chúng ta buộc phải nhớ, và nhớ được là thì các bạn làm được cái đề thi cuối khóa được khoảng 2-3 câu trắc nghiệm cho các bạn. Tôi là bác sĩ Đức, tôi hiện nay là trường khoa tiểu đoạn hay là bên bệnh viện Chợ Rẫy, phòng chủ nhiệm môn thái luôn. Chúng ta bắt đầu rồi. Nội dung gồm có phần đại cương về cộng từ, nguyên lý tạo hình. Phần này thì hơi khó, các bạn đọc thêm. Trong này các bạn nhớ là cái quan trọng nhất là phân biệt được cái hình T1 và hình T2, nắm được khái niệm cộng hưởng trong cộng từ. Một số dùng lúc sàng trong này thì phần nhiều là cái bên thần kinh. Có thể sau cái bài kia thì nó dài hơn, nó liên quan tới một số bên chẩn thức hình ngoài tổng quát, ngoài lồng ngực, tim mạch. Thì tôi sẽ giới thiệu cái phần chung hôm nay cho các bạn nắm được các dùng lúc sàng. Về phần đại cương thì chúng ta dễ biết là cái khoảng thập niên 40 thì Block và Purcell là những nhà tiên phong trong cái khoa học nghiên cứu về tác động của từ trường trên các cái hạt nhân nguyên tử, và có thể có sự khác biệt giữa các cái vùng bất thường, khác biệt giữa các vùng bất thường của các cái tương tác này. Đặc biệt sau năm 71, Meyrin đã thấy cái có sự khác biệt giữa cái tác động của từ trường trên hạt nhân của các cái phân tử, các tế bào ở vùng gan chuột bình thường và bệnh lý. Và dễ thấy là từ năm 72 thì Housefield đã cho phát hiện và đưa ra ứng dụng cái máy CT scan đầu tiên trên thế giới. Và đây là kỹ thuật cắt lớp mà nó làm thay đổi cái ngành, không những trong chẩn đoán ngành mà cả ngành y khoa để phát triển. Và đây là một giải Nobel của Housefield về cái phát triển y học. Thì những nhà tiên phong cộng từ cùng mong muốn là ứng dụng các kỹ thuật cắt lớp của cắt lớp vi tính hay là CT vào cái cộng từ, nhưng mà cũng khó. Mà đến năm 73 thì ông Thư Bùa thì sẽ đã có những bài báo đầu tiên về cái khảo sát trên ngành cộng từ. Và sau đó, nhưng mà chỉ rất là đơn giản, thì có trên cả một nước. Sau đó đến năm 77 thì The Marian thì cũng được cái ngành đầu tiên cộng từ ở Mỹ. Thì đây là cái năm mà chúng ta có hình ảnh cộng từ đầu tiên. Sau đó thì tạp chí sau này về cái khả năng cái cộng từ mà các chủ xung nhanh để tác hiện khảo sát các cái cấu trúc nhanh như là cái tim mạch, mạch máu, hoặc là nhanh hơn nữa là các cái khảo sát cộng từ về chức năng, thì chúng tôi cần nhờ các cái cấu trúc khảo sát nhanh. Và sau này hai nhà khoa học này cũng được giải Nobel về y học. Thì đó là một số cái giới thiệu. Thì đây là cái các cái nhà tiên phong cộng từ, cái điều máy đơn với cái máy cộng từ đầu tiên ở Mỹ. Các bạn có thể thấy là cộng từ đầu tiên, cái độ phân giải rất là thấp thế này các bạn. Thì Lutterbur và Mansfield là hai nhà Nobel năm 2003. Thì để nắm được cái quá trình tư tác, cái quá trình tạo hình của cộng từ, thì chúng ta thấy là các quá trình này nó xảy ra chủ yếu ở trong cái máy cộng từ. Một máy cộng từ thì cần thiết nhất là cái nam châm,
đây là cái khối lồng, lồng này nó chứa 500 ở trong này để tạo từ trường. Trong này có các cái cuồng chân, cuồng chân là cái cuồng mà nó tạo các cái đồ chân từ trường, mục đích để tạo hình. Sau này các bạn đọc thêm sau các bạn. Cái bộ phận thứ ba nó rằng là bộ phận phát sóng, radio frequency, tức là nó phát sóng với tần số sóng radio, như vậy khoảng 10-13 các bạn. Như vậy thì nó sẽ phát sóng vào các bộ phận có thể có rác, từ đó có những cái bộ phận thu nhận tín hiệu từ cơ thể. Sau cái sóng tương tác với là cơ thể thì nó sẽ thải ra, thay đổi cả cái tín hiệu của đường, và chúng ta có các bộ phận thu nhận, tôi gọi là các antenna, riêng là các bộ phận thu tín hiệu. Hiện nay là phát sóng và thu sóng nó nằm trong cái buồng trung, rồi cả cái buồng quay để tạo sạc cái bệnh nhân. Và sau đó tất cả cái này nó được chuyển ra ở phía ngoài dùng để xử lý và tạo ảnh. Thì đó là các cái thành phần cơ bản của một máy cộng từ. Các máy cộng từ yếu hơn bằng thì nó sử dụng các cái đánh giá bằng cái cường độ từ trường hay là Tesla. Tesla mà sẽ hơi các bạn, nhưng mà Tesla này là cái cường độ của từ trường. Thông thường về tưởng tượng các bạn thấy là một Tesla bằng 10.000 volt. Thì trái đất là 1.5 và tụ lần thì chúng ta kéo cái sức hút là 50 volt các bạn, là 50 volt. Như vậy các bạn kéo nó hút vào là như vậy thì mới 50 thôi. Và các cái máy mà để khảo sát từ trường tiền máy là trung bình là những cái thấp là khoảng 0.3 là 0.5, những cái cao là 7 cho đến 8 Tesla. Ở nước ta hiện nay thì các cái máy từ trường thấp thì còn cũng nhiều. Ở nước ta chắc là đã không còn, tôi nghĩ còn khoảng 5 cái, 7 cái thôi các bạn, không nhiều. Cái loại 1 Tesla thì họ nghỉ từ lâu rồi các bạn. Cái máy thì tôi sử dụng đầu tiên là 1 Tesla, máy cái máy Hackney là ngày nay năm 1997 thì bắt đầu mua về. Thì từ đó thì hiện nay cái máy 1 Tesla hầu như là không sử dụng nữa. Hiện nay cái máy phổ biến nhất là 1 Tesla các bạn, thì cả nước 1.5 Tesla. Thì chúng ta đang sử dụng máy 1.5 Tesla. Một số nơi thì bắt đầu mua máy 3 Tesla. Hiện nay thành phố chúng ta có 3 cái các bạn, 4 Tesla. Thì khuyến hưởng hiện nay thì họ đang chuyển từ bên 1 Tesla sang 3 Tesla. Còn thế giới thì họ đã bắt đầu đi ngang các cái máy còn 7 Tesla các bạn. Bây giờ chúng ta chưa các bạn. Thì cái giá tiền trung bình để chia sẻ các bạn thấy 1 triệu tê Tesla là giá hiện nay trung bình là còn 1 triệu đô. Một cái như là trung bình 1 triệu đô. Một Tesla là 1 triệu đô như vậy còn. 1.5 Tesla là khoảng rưỡi thì họ phải thấp hơn tùy. Như vậy để nhiều cái như vậy, những vấn đề chung để chúng ta có một cái để khảo sát là thường phải là 1.5 Tesla, gọi là cơ bản đủ chung để khảo sát rồi. Thì các bước khảo sát cái cộng từ, đây là cái máy của chúng tôi xưa rồi các bạn, cái hãng Honey 1 Tesla 1997 là cái máy của bạn chúng đây. Cái máy cũng thuộc loại từ trường cao hồi xưa. Cái này có cái rồi bệnh viện hùng thì số có cái rồi anh chuẩn bị các bạn để khảo sát thì các bước khảo sát cái này các bạn. Đầu tiên thì tôi đưa bệnh nhân lên cái bàn, sau đó cái bàn này nó cày vào trong cái đầu này các bạn, chúng ta sẽ phát sóng, máy sẽ phát sóng, tắt sóng và cơ thể nó sẽ thải cho sử dụng từ phát các cái xung sản trong môi trường và từ đó được thu lại để xử lý dữ liệu. Thì đây là một cái lồng từ trường, chúng ta bỏ bình nhân vào bên trong, chúng ta phát sóng và tắt sóng. Thường hiện nay nó nằm trong cái cuồng, chúng ta gọi là quay, phát sóng và tắt sóng, và tất cả các dữ liệu này nó chuyển sang máy tính để tạo hình. Thì đây là các bước cơ bản để các chị hình dung. Chúng ta hình dung này xong thì chúng ta nắm cái nguyên lý về các bạn. Đây là các bước cơ bản đưa bình nhân vào, phát sóng ra, tắt sóng, thu dữ liệu chuyển sang các bộ phận xử lý tạo hình. Chúng ta chụp cái x-quang, chúng ta đưa bệnh nhân vào cái giả trực, chúng ta đặt cái tấm ảnh sau, chúng ta phát tia tấm ảnh thu nhận dữ liệu và chúng ta xử lý hình đôi lúc như vậy. Phần nguyên lý tạo hình phần này đôi lúc cũng hơi khó, nhưng các bạn nắm để chúng ta sau này học sạch của bạn. Tại vì không nắm được cái này thì đôi lúc chúng ta nắm được nhiều bổ sung, không nắm cái này đôi lúc chúng ta nắm sạch khó hiểu hơn. Và nếu được nắm được cái này thì tôi nghĩ tốt hơn. Nhưng mà những cái cơ bản cần nhớ thì tôi sẽ nói các bạn những cái cơ bản trong khi chúng ta làm việc thôi.
thì nguyên lý tạo hình của cụm từ thì chúng ta có là nguyên từ Israel là nguyên từ quan trọng, có từ trường, có sóng radio và xử lý tín hiệu tạo hình, đây là các bước để khảo sát cụm từ. Thì trong cụm từ, cái này là cụm từ cơ bản, còn các loại cụm từ mà sau này chúng ta phát triển thêm thì nó có những cái loại khác các bạn, nhưng mà cụm từ cơ bản là chúng ta sử dụng proton hero để tạo hình. Lý do tại sao người ta sử dụng proton hero đầu tiên là đây là một thành phần nguyên tố có rất nhiều trong cơ thể chúng ta, chiếm đến 63% trọng lượng cơ thể. Các quá trình bệnh lý trong cơ thể đều liên quan đến nước. Tôi ví dụ chúng ta bị nhũn nào phù, chúng ta bị viêm cũng phù, và bị sơ thì chúng ta mất nước, bị u thì có thể thay đổi thành phần nước tùy theo bản chất của u, và như vậy phần lớn sẽ thay đổi cái đường nước trong cái vùng bệnh lý so với bình thường. Và cái quan trọng nữa là proton hero là thành phần được xem là nguyên tố tạo tín hiệu mạnh nhất ở trên cụm từ, giúp chúng ta thu các cái tín hiệu để tạo hình. Được xem cái proton hero như là một vật mang điện, vật mang điện là quay, thì khi quay hay xoay thì nó sẽ tạo từ trường, nó có từ bắc và từ nam, giống như một cái thỏi nó nhỏ. Và thành vector là tượng trưng cho một cái vector từ lực mà cái nam châm này, cái khối nam châm, cái tiểu nam châm, cái đầu này tạo ra, nó có phương, có hướng, có cường độ của cái vector của cái từ trường này. Tức là khi chúng ta ở ngoài cơ thể, ví dụ như chúng ta ở trong cái hồ trường này, thì khác gì khi chúng ta vào cái gồm mặt, nếu ở ngoài này thì các proton nó sẽ sắp xếp hỗn loạn, tức là chuyển động hỗn loạn, và tổng các cái vector từ lực mà nó tạo ra là bằng zero. Xem như là các vector này nó đổ chiều nha các bạn, cái này 10 cái có vẻ 5 cái đổ chiều nữa các bạn, và nó tổng lại bằng zero, tức là vector tạo ra bằng zero. Nhưng mà khi chúng ta vào trong trường thì có hai hiện tượng xảy ra. Hiện tượng đầu tiên là hiện tượng sắp xếp cùng phương với từ bên ngoài. Trong các nhóm này thì có một nhóm gọi là ngược hướng với từ bên ngoài, phần lớn là cùng hướng, nhưng có một số là nhỏ thì nghịch hướng. Và tổng vector từ lực này, chúng ta có vector M hay là MZ, là phần dư ra các bạn, phần dư ra thường nó cùng hướng từ bên ngoài, và loại này một ít khoảng 6-7 proton trên 1 triệu proton trong cái khi ta phóng cái lồng này. Và cụm từ sẽ tạo hình dựa vào các cái proton mà dư ra nằm sắp cái tiền tiêu hết các bạn, tiền tiêu hết thì nó sẽ có proton dư ra để tạo hình dạng này, dùng để tạo tín hiệu cho cụm từ. Hiện tượng thứ hai là cái gọi là chuyển đảo precession. Chúng ta tưởng tượng là proton hero giống như là một quả cầu trái đất, khi mà nó quay xung quanh trái đất, từ quanh xung quanh trục của proton hero hay gọi là chuyển động spin, thì ngoài chuyển động này nó còn chuyển động khác khi chúng ta đặt trong từ trường, là chuyển động xung quanh trục của từ trường, tức là chuyển động xung quanh cái hero, là chuyển động xung quanh này thì gọi là chuyển đảo. Đây chuyển đảo. Và phương trình để mô tả cái tần số chuyển động đảo này là cái tuổi phương trình Lamor, omega 0 bằng gamma nhân beta 0 với gamma là cường tỷ số hồi chuyển đặc trưng cho từng loại vật chất, còn beta 0 là cường độ từ bên ngoài tỉnh bằng tất la và đặc trưng cho từng loại vật. Và như vậy chúng ta khi đặt vô bệnh nhân vô từ trường, tùy theo cái cường độ máy, tùy theo bản chất của vùng chúng ta khảo sát thì chúng ta sẽ có cả tần số đảo omega 0 khác nhau. Lúc đó nếu mà chúng ta phát một cái sóng RF, sóng này cùng tần số với chuyển động đảo proton, thì lúc đó người ta gọi là có hiện tượng cộng hưởng xảy ra. Như vậy là chuyện cộng hưởng cộng từ, tức là khi mà có hiện tượng cộng hưởng là lúc mà sóng chúng ta phát vào, sóng RF chúng ta phát vào cùng tần số đảo của proton đang chuyển đảo trong cái đồng từ trường. Như vậy khi có hiện tượng xảy ra thì người ta gọi là có hiện tượng cộng hưởng. Đó là hiện tượng cộng hưởng trong cộng từ. Như vậy hiện tượng cộng hưởng trong cộng từ xảy ra khi cái sóng với là tần số chuyển động đảo thế nào nó chỉ lớn hơn, bằng hơn, nhỏ hơn các bạn. Được không ạ? Và như vậy khi mà
khi mà sóng chúng ta phát vào cùng tần số chiều nào thì lúc đó proton sẽ nhận được năng lượng sóng. Và như vậy khi chúng ta người chúng ta rất chiều dài ta 1m, 1m5, 1m7, 1m8, nhưng khi chúng ta thả sóng là một slide các bạn. Và như vậy khi chúng ta phát sóng mà tài slide đó có hiện tượng tần số xảy ra thì cái vùng slide đó chúng ta cũng thu hoạch vào các vùng khác, bởi vì nó khác với tần số đạo omega zero, do đó nó sẽ không nhận ảnh và chúng ta không thu hoạch được các vùng khác mà chỉ thu hoạch được tài các slide và có hiện tượng trong vùng này xảy ra. Khi chúng ta phát một sóng a là vào, nếu sóng chúng ta là sóng chín chục độ thì cái vector mz này các bạn nó sẽ ngả xuống mặt phẳng ngang hay là mặt phẳng mbc. Cái này phải là quá trình mà ngả từ trên xuống bạn, cái này là ngả vòng vòng, nó quay vòng vòng, nó ngả xuống bạn, giống như là spiral bạn nó xuống. Thì cái này tôi vẽ là lâu các bạn, năm cũng năm 97 rồi các bạn, gần đây là năm 93 hay là 90, còn cái này là 99-2000 các bạn. Cái này kỹ thuật vẽ cái hiệu tốn rất là công trình là nhiều các bạn, ta đã biết là minh họa các bạn, là phải quay là hạ xuống là cái đại bản từ từ ra được cái này. Như vậy thì khi mà chúng ta phát sóng chín độ thì MBC nó ngả xuống em vậy. Khi chúng ta tắt sóng thì MZ nó sẽ MBC nó bị mất đi và MZ nó trở lại trạng thái ban đầu. Thời gian để cho vector MZ trở lại trạng thái ban đầu người ta gọi là thời gian T1. Đây là kiểu thời gian T1. Đôi lúc chúng ta sử dụng còn từ hình T1 cái cầu từ ra các bạn. Và thời gian để cho vector MBC bị mất đi người ta gọi là thời gian T2 hay là thời gian thư giãn theo trục ngang các bạn. Vậy chúng tôi có hai được hai khái niệm, thời gian T1 và thời gian T2. Thời gian T1 là thời gian cần thiết để cho vector MZ hồi phục lại trạng thái ban đầu. Thời gian T2 là thời gian để cho vector MBC mất đi. Như vậy khi mà cái vector MBC mất đi thành MZ thì nó cũng quay các bạn. Và lúc đó thì khi hồi này điện quay tạo từ, còn cái này là vector từ các bạn, từ quay thì nó sẽ tạo điện. Và người ta đặt một cái bộ phận ghi nhận sự dao động điều thể ở đây các bạn, ta cùng nhận. Đây là cái cảm áp âm thanh này và sự dao động điều thể tại cùng nhận này người ta gọi là tín hiệu của cộng từ. Như vậy tín hiệu của sóng sâm thanh sâm là thu được là các cái sóng phản hồi, x quang cũng thu được là các cái tia x mà biến tốn tác động trên cái bộ phận nhận ảnh. CT tín hiệu hay là hình ảnh thu được là nhờ sau khi cái y quang được nhân thì các detector thu được. Còn tín hiệu cộng từ là sự giao động điện thể ở tại cái cùng nhận này. Thế đấy là toàn bộ quá trình của bên nguyên lý tạo hình các bạn. Như vậy thì ở với một cấu trúc vật chất thì chúng ta sẽ có thời gian T1 và thời gian T2 khác nhau. Ví dụ cái bàn này, các bạn thì mở 240 T1 ms, T2 85 là có nghĩa gì các bạn? Tốt nghiệp mở thì nó cần đến 240 phần ngàn giây (billisecond) để vector MZ trở lại trạng thái ban đầu và nó cũng mất 85 phần ngàn giây để cho vector MBC bị mất đi. Như vậy một cấu trúc vật chất sẽ có thời gian T1 và T2 khác nhau. Người ta sử dụng sự khác biệt thời gian T1 T2 này để chúng ta tạo hình các bạn. Đây là một cái lá cắt đi ngang qua sọ não và độ dài là Z. Đây là một cái khối thể tích. Cái này mình từ từ chúng mình có cái lá mảnh hay là lá cà rốt và cắt ngang cắt dọc thì mình ôn về để tôi gọi là khối thể tích, tức là hay là phân tử thể tích hay là khối thể tích hay là phân tử vật, tức là volume mà pi mà tùy theo sự T1 T2 thời gian T1 T2 khác nhau của các cái khối thể tích này mà sử dụng các chủ số khác nhau thì cái hình các bề mặt hay là các pixel là pixel hay là các bề mặt sẽ có các màu trắng, đen, sẫm khác nhau tùy các chiều sâu các bạn nhé. Ở đây là hình T2. Ở hình T2 cấu trúc nào? Thời gian mà T2 càng dài thì nó càng cần trắng. T1 thì cái T1 nào càng dài thì là càng đen. Cái này nó hơi ngược xỉ mà phải nhớ. Đây là T2. Vì sao T2 chắc là các bạn sẽ học cấu trúc nào có thể nhiều T, thời gian T2 dài thì nó màu trắng, thời gian T2 ngắn thì nó là màu đen. Như vậy cái các bạn nhớ đến này là một cái khối thể tích
thì tùy theo thời gian T1, T2, tùy theo tuổi xuân khác nhau thì nó sẽ có các màu trắng, đen khác nhau và chúng ta dùng cái đó để chẩn đoán rồi. À, đây là cái khó cộng từ. Đối với CT các bạn thấy là chúng ta chỉ có cái màu một hình và chúng ta có cái màu trắng đen hình sáng. Còn nếu có thì có cái hình được nó bằng đọc là hình sáng cái tuyến tủ. Nhìn chung là nó có một cái thông số mà là cái độ sáng hay là đơn vị Hounsfield để chúng ta đọc. Còn cộng từ thì chúng ta có rất là nhiều tuổi xung và một tuổi xung thế này là cái hình cái tín hiệu nó khác nhau các bạn. Đổi tuổi xung này mở màu trắng, đổi tuổi xung kia mở nó màu đen các bạn. Thì rất khác biệt. Cái tuổi xung mà hay dùng nhất là tuổi xung spindle, đây là tuổi xung cơ bản và tuổi xung cơ bản của cộng từ. Tuổi xung là một loạt các quá trình chúng ta phát sóng, chúng ta tắt sóng, chúng ta tạo hình thì những cái đó nó tạo nên một cái tuổi xung. À, các tuổi xung khác nhau thì tùy từng trường hợp chúng ta ứng dụng khác nhau và biểu hiện trên hình cũng khác nhau. Đó là do mà chúng ta thấy ở đây là các chủ xung cơ bản, cơ bản nhất là spindle, còn các chủ xung này các bạn nắm cũng biết rất là hay sử dụng. Và từ như vậy một hàng thì nó có tên khác nhau các bạn. Thì giả sử mang tên tên này nhưng mà qua gì qua Philip và Toshiba thì cái tên này nó đổi hàng thành cái tên khác, thành ra làm quen từng máy, nhưng mà cơ bản những chủ xung này. Và trong tất cả các chuỗi xung này, chuỗi xung spindle là chuỗi xung cơ bản nhất. Nhiều chuỗi xung nhưng mà chuỗi xung spindle là chuỗi xung cơ bản nhất. Cái này thường trong chuyên ngành một chuỗi xung thế này các bạn thì chuỗi xung spindle có thể học hoặc học được từ khoảng một phần đến khoảng nửa tiếng các bạn nửa tiếng về chuỗi xung này. Để còn phần bên kỹ thuật hình ảnh thì có thể dài hơn, nhưng mà bác sĩ thông thường là khoảng nửa tiếng chuỗi xung thì nắm được. À, như vậy câu hỏi phần này thông thường là trong các kỹ thuật chuỗi xung sau, chuỗi xung nào cơ bản nhất? Spindle, Inversion Recovery, GMS, EP chẳng hạn các bạn. Thì các bạn nhớ, Spindle là chuỗi xung chúng ta khá hay gặp và rất là cơ bản. Như vậy các bạn đi từ đầu cho đến giờ chừng đến cái slide này các bạn, thì các bạn có thể quên các bạn. Các bạn có thể quên, mình cũng cần nhớ. Precision, thời gian tiếp một thứ hai, nhưng mà hình này các bạn phải slide phải nhớ, giờ chỉ các bạn nhớ, nhưng tôi ở lúc mà thi thì cũng có người quên các bạn. Nhưng mà thi trắc nghiệm hỏi vấn đáp thì tôi nghĩ khoảng 30% trong bác sĩ chuyên ngành tôi sai cái này các bạn. Bác sĩ chuyên môn mà chẩn đoán là thì sau cái cuối quả thi mà vấn đáp không ra là chắc chắn khoảng 30% là có sai cái này. Nhưng bây giờ chưa phải nhớ các bạn. Nhớ cái này hình T1 quay tích là sao các bạn? Quay tích thì có nhiều cách. Dịch quay tích có nghĩa là hình tròn T1, hình kết bằng T1, hình nặng T1, hình sao xử lý thì nhiều tùy theo cái trường phái thì bắt cái nam nhiều phải như ta để cho dễ rồi các bạn. Hình T1 có nghĩa là T1 quay tích các bạn, T1 quay tích là hình T1. Như vậy cái hình T1 cái chúng ta cần nhớ là hình T1 nước màu đen, hình T2 nước màu trắng. Cái này là cái khó cơ bản nhất. Nếu mà chúng ta không nhớ cái này các bạn thì tôi nghĩ chắc cả đời chúng ta đọc phim được các bạn. Và cái khó nhất của người mới học nó vào đưa một cái sốc hình lên rồi cũng biết bắt đầu đọc từ đâu và bắt đầu đọc từ cái này. T1 màu đen, nước màu đen, T2 nước màu trắng. Thì bám được cái này khó là ra được các bạn. Nhiều đưa phim lên chúng ta phải lọc ra cái này là của Spigo, cái này sóng cái phim Spigo các bạn đưa lên T1, T2 và từ đó chúng ta phân tích ra các bạn. Các bạn nhớ cái này, hình T1 nước màu đen, hình T2 nước màu trắng. Quên các bạn? Quên không? Này có bác sĩ hoàn cảnh này không bạn? Chuyên mục hoàn cảnh đó? Tổ trưởng đó? Hả? Có ai chuyên mục hoàn cảnh đó? Em? À, khỏi hoàn cảnh với hình này, liên quan cuộc sống luôn ạ. A, B, cái hình nào là T1, hình nào là T2 các bạn? B, B, A, T1 đúng không ạ? Đúng không ạ? Vì ngoài tên hoàn cảnh không biết cả nhiều rồi, tên ngoài tên hoạt đồ tổng quá, đồ tới sức cấp còn biết nhiều các bạn. À, bởi cái này chúng ta phải tìm nhớ. Đầu tiên là chúng ta có hai hình về các bạn, hai hình. Hai hình này thì sẽ được là hình này chụp về cuộc sống thắt lưng. Hình A và B. Thì đây là hình không phải xoan, không phải CT, không phải hình cái hình cộng từ. Trong cộng từ thì có hai hình cơ bản để tìm hình T1 và T2. Muốn tìm T1 T2 thì chúng ta tìm nước.
nếu là vùng cuộc sống này thì chúng ta tìm ở trong cái diện tạm tùy các bạn, tay tay các bạn, nước diện tạm tùy màu trắng, tay nước diện tạm tùy màu đen, nước màu trắng là T2, nước màu đen là T1, hình T1 nước màu đen, hình T2 nước màu trắng các bạn, như vậy để phân biệt phân biệt như vậy xong chúng ta dễ hơn các bạn. Như vậy thì đây là giải phẫu các bạn, đây là các độ số thức ưng S1 5 4 3 2 1 tức là L đấy các bạn. Đây là một cái thân sống, đây là vỏ xương ngoài màu đen, trong này là tủy xương và đài xương chưa mở cẳng hơn, đây là cái địa điểm ở phía ngoài này, là ở trong này là cái thân keo thoải hóa đen chung, phía ngoài này là cái và một cẳng này, còn phía ngoài này là cái vòng xơ phía ngoài này các bạn, cái cẳng phía sau này. Đây là dịch tạo tủy, đây là cái này là trong tủy, đây là chùm luôn được, đây là mảnh gai, đây là di chuyển vàng, đây là cái vùng của cẳng dây chằng gian một gai hay gian gai dây chằng trên gai mở dây gian, thì đây là cái giải phẫu các bạn. Như vậy ở đây thì có chưa có một chỉnh hình đó, chỉnh hình đó cái chỉnh hình một xong nhiều quá. Chỉnh hình đó, mà không năm này trường không tuyển, chỉnh hình là sao các bạn? Chỉnh hình một cuộc sống bao nhiêu các bạn? Thật sự ở đây con số bây giờ thì ngoài chỉnh hình một, nhưng mà một số nơi thì cuộc sống chỉnh hình một thì nó nằm kỳ, vì đôi lúc lách vào trong cái phần phía trong rè cái tùy của ngoài, nhưng mà lách ra phía ngoài của mình các bạn thì phát hiện các bạn ở đây là tầng địa điểm L5 S1 với tầng địa điểm L4 L5 có gì khác biệt không ạ? Khó khăn là cái ô mô khác biệt không ạ? Thứ nhất là có cái hình về hình thái thì ở phía sau tưởng thành nó đồi hay là thoát vị ở phía sau. Còn cái gì nữa? Màu sắc đen hay cái L5 F1 đen hơn L4 L5 thì điểm đúng không? Là tại sao đen hơn? Thôi hả? Rồi, như vậy thì L4 L5 với L5 S1 cái nào nhiều được hơn? 4 L5 nhiều được hơn, đúng các bạn? Hay là ý tưởng hơn? Chắc luôn bạn, cái này nhiều được hơn, đúng không các bạn? Này giống như là chúng ta về hồi hòa các bạn, chúng ta có cái màu nước nó màu trắng mà chỗ nào trắng nhiều được nhiều các bạn. Như vậy ý nghĩa chỗ nào các bạn? Ý nghĩa chỗ này không? Các bạn thấy ở đây á, như vậy đến giai đoạn này các bạn tập trong cả thời điểm nước ngoài hoặc là các bạn quốc cáo, các bạn thấy chụp hình hình cộng từ cuộc sống thắt lưng thì chụp thêm thế này các bạn, hình hợp lý trong các bạn, hình cộng từ cuộc sống thắt lưng ở các lá cắt mít gọi là mít đồ sai tan các bạn, tức là đứng giữa có hình nằm thì các bạn thoái hóa mất được địa điểm, còn không thể hay mô tả có là giảm tỉnh nhiều địa điểm tầng L5 S1 trên hình T2 hoặc là việc như vậy các bạn. Rồi ngoài ra thì gọi là lôi hay là thoát vị thì các bạn cần tìm đó phân biệt này, nhưng mà cái này có thể lôi hoặc thoát vị ở tầng này ra phía sau được không ạ? Như vậy khi mà nói là có nền giảm tỉ nhiều trên L5 S1 trên T2 ở tầng L5 S1 có nghĩa gì các bạn? Có nghĩa là nước đi sơn, và nước đi sơn thì trong cái phổi bình ta đặt là thoái hóa và vào địa điểm các bạn, thì bắt đầu từ quá trình mất được địa điểm thành cái thoái hóa và nó diễn tiến các cái quá trình thay đổi sinh bệnh lý ở phía sau về cái thoái hóa bệnh lý thoái hóa cuộc sống. Như vậy thì các bạn chỉ cần mô tả mà giảm tỉ nhiều thì có nghĩa đen hơn, các bạn đọc cái này đen hơn là giảm tỉ nhiều, tăng lên là tăng tỉ nhiều, tức là so với cái vùng bình thường. Như vậy cộng từ chúng ta còn một cái từ khác nữa các bạn, một cái định nghĩa khác. Như vậy cái này chúng ta nhìn vào nó chuyển hình thái, chúng ta thấy cái địa điểm nó có vị ở phía sau là năm S1, chúng ta còn thấy được tổng thể là chúng ta thấy được cái tất địa điểm L5 S1 nó đen hơn. Như vậy cộng từ có một cái định nghĩa, và cộng từ là bản đồ phân phối nước của cơ thể, tức là chúng ta nhìn vào đây chúng ta biết chỗ này nhiều nước, chỗ này ít nước, và chúng ta phân tích bệnh lý chỗ này nhiều nước quá thì có thể là cái nang dịch, có thể là cái u, chỗ này ít nước quá có thể là vùng thoái hóa,
sơn cùng bất nhất các bạn thì trên địa điểm như vậy chúng ta dễ dàng để thực hiện được. Như vậy các bạn thấy những tài khoản mình đau lên mình đưa lên tuần tư chúng ta lừa được thứ hai hay đọc thứ hai các bạn đưa lên thì chúng ta thấy nhìn đường dược từ trên dưới thì bình thường hết thì đến mới nằm phía phía sau này các bạn nó nằm phía trước của cái đường lai phía sau của thân sống và từ những cái này nó lôi ra trong cái phía ngoài từ cái gì nó thường đây rồi chúng ta đọc rồi chúng ta xem các cái kết quả của các bác sĩ trên đó là đọc rồi chúng ta từ từ còn vài ca chúng ta lên lên đôi rồi luôn hết này các bạn hết này hết nào cái một cái hai các bạn a là cái một cái hai các bạn a từ một về các bạn a từ lần này chúng ta tìm là dịch tạo tùy đen t một trắng t hai như vậy trên đen này các bạn chỉ thấy chất trắng đây là của màu trắng chất xám màu xám và bên t hai thì được là chất trắng màu xám và chất xám trắng hơn như vậy ở nào chúng ta còn cái hình nền bằng hay là nền bằng hình này là t một t hai các bạn hình này là chuỗi xung xỏ nước hay là chuỗi xung đây là flan xỏ nước cái này bởi vì nó dịch tạo tùy khi chúng ta màu đen dùng tế bột nhưng mà tại tế bột nhìn vào cái tế bột thì chất trắng màu trắng chất xám màu xám thì bên này chúng ta thấy chất xám là máu màu xám hay chất trắng chất trắng thì trong này màu xám chất xám là màu nặng màu trắng như vậy không phải là tế bột và đây là tế hai là nước đen tức là tế hai sỏi nước đây là hình là hình cơ bản hiện nay trong khảo sát cái sỏi nào có thể bỏ hình tế hai thường nhưng mà flan thì chỉ gọi là phổ biến tất cả cái này thuộc thường quy vì tại sao chúng ta phải có hình flan này các bạn hình sỏi nước bởi vì các cái tổn thương này mà nếu nằm gần nước nằm gần dịch bề áo nằm gần các cái quan kinh nghiệm bề áo nào thất thì nếu tổn thương nằm gần khi mà tê hai tổn thương thường nó tăng thêm nhiều một tháng nước ở các vùng đó nó cũng tăng thêm nhiều và chúng ta khó phân biệt nước của quan dịch tạo tùy hay là nước ở trong cả cái vùng bệnh lý và chúng dùng chuỗi xung này để chúng ta phát hiện về hơn vì tổn thương ở vùng nó nằm ở vùng này nếu mà tê hai bình thường thì đây nó cũng tăng chúng ta khó phân biệt thì đó là xóa nước ở nào bạn ở cuộc sống vậy chúng ta tạo hình là xóa đây là xóa mở đúng không xóa mở ví dụ đây là chúng ta dễ thấy là sẹp nhiều thân sống sẹp nhiều thân sống mà đây là năm đây là bộ đây là ba sẹp cái các bạn sẹp là năm đây là bộ đây là hai thì các cái vùng này thì nếu chỉ nhìn hai hình này thì chúng ta khó biết sẹp tầng nào là cấp tính sẹp tầng nào là mạng từ từ cùng rồi và bác sĩ ta cần biết cái nào mới sẹp cái nào sẹp đâu rồi để chúng ta điều trị bằng đặc biệt các điều trị khi chúng ta đạt điều trị Boltzmann hoặc là khi các cái điều trị khác thì nếu mà đến xóa mờ bình thường khi chúng ta xóa mờ các bạn thì mờ trong tủy xương nó màu đen còn các vùng còn lại mà ở tủy xương mà chúng ta xóa cũng đen chứng tỏ là trong tủy xương còn nước tức là còn phù còn viêm có nghĩa là còn cấp tính các bạn đó là tủy xương này nhưng trong cái cả cái bệnh lý cuộc sống đặc biệt là viêm chấn thương và u sỏi trên cộng từ chúng ta cũng sử dụng kỹ thuật bơm cái đầu bơm thuốc tương phản ở CT thì chúng ta dùng cả thuốc tương phản kiểu ion còn trên cộng từ thì chúng ta sử dụng cả tương phản kiểu cái gấp là cái đầu đây là hình T1 phải không bạn hình T2 hình như hình là T1 có bước thuốc vì sao chúng ta sẽ hay sử dụng hình T1 có bước thuốc mà chúng ta không sử dụng hình T2 có bước thuốc các bạn khi bước thuốc thì tổn thương nó sẽ bắt thuốc các bạn chúng ta gọi là bắt thuốc có nghĩa là nóng thuốc nó tăng từ nhiều lên và nó trở nên dễ phân biệt hơn so với vùng bình thường vì sao chúng ta tiêm trong tiêm thuốc ở hình T2 mà chúng ta lại tiêm một chúng ta tiêm nếu mà chúng ta lấy hình T1 bơm thì chỗ nào tổn thương thì nó sẽ
ngấm thuốc nó sẽ tắt được nhiều lên. Còn nếu bên hình này là chúng ta bơm vào thì ví dụ như ổ nhỏ này các bạn, cá ô lúc ví dụ ổ nhỏ này nó nằm đây rồi. T2 phù xung quanh nó cũng tăng cái nhiều, tổn thương cũng tăng cái nhiều và chúng ta khó thấy hơn, khó phân biệt hơn. Và thông thường chúng ta dùng T1. Rồi đây là T1. T1, T2, T1 của bốn thuốc. Nếu như hình này các bạn thì giữa T1 với T2 hình nào chúng ta dễ thấy tổn thương hơn các bạn? T1 với T2 hình nào chúng ta dễ phát hiện tổn thương hơn không? Cái nào dễ thấy tổn thương hơn? T2, T1 không ạ? Thí dụ đây là tổn thương các bạn, thì đây là ba hình này cùng một bệnh nhân, cùng một lá cắt các bạn. Đây là T2 các bạn, tổn thương thường. So với T1, thì T1 hay là T2 dễ thấy hơn các bạn? T2 dễ thấy hơn các bạn. Do các tổn thương thường nước nhiều hơn cùng bình thường, do đó ở trên T2 thì nó lại tăng được nhiều lên. Và chụp cái gì vào T2 thì nó dễ thấy tổn thương hơn. Do đó khi mà đọc phim các bạn, thì khi mà cuộc sống như vậy, khi chúng ta lấy được T1, T2 rồi thì cái đầu tiên mà chúng ta nhìn các bạn, phần lần đầu tiên chúng ta nhìn bệnh lý thì chúng ta nhìn vào T2 này để nhìn cho nhanh các bạn. Từ T2 là chúng ta so với T1. Các bệnh lý ngoài thì thường thường chúng ta thường hay có cái bớt thuốc này các bạn, từ cho kiểm bớt thuốc. Tôi ví dụ cái hình này các bạn, đây là cái nốt bắt thuộc nhỏ ở trên cái hình sau cái bộ thuộc. Tư hình cái đòi T2 nằm đây, màu đen này, tư hình cái bộ nằm đâu đây. Như vậy chúng ta có thể biết đâu là vùng tổn thương, đâu là vùng phù quanh tổn thương dựa vào các hình này. Thì cái vùng này các bạn, cái vùng này là vùng tổn thương, tổn thương là vùng bắt thuộc rồi. Thì chúng ta có thể biết được vùng phù quanh tổn thương không các bạn, phải làm thế nào biết được? Nhìn lên T1 thì chúng ta có biết được giữa tổn thương với phù quanh tổn thương không các bạn? Chưa? Khó quá. T2 lên cũng có biết được không? Biết được cũng khó, bởi vì phù được nhiều nó còn tăng, tổn thương viêm được nhiều nó còn tăng, cái gì cũng khó quá. Là chúng ta phải lấy cái hợp hai bên này, là tôi lấy cái nút nhỏ này các bạn, hoặc là lớn được. Mình lấy cái T2 này, cái vùng bắt thuốc là vùng tổn thương, như vậy ở các vùng mà ngoài vùng bắt thuốc, hình T1 giảm, T2 tăng, ngoài vùng bắt thuốc thì đã là vùng phù quanh u. Còn vùng u là vùng thường, T1 giảm, T2 tăng, bắt thuốc, vùng phù quanh u. Vùng phù quanh u là vùng mà T1 giảm, T2 tăng mà không cầm thuốc. Rồi, không cầm thuốc. Cái bệnh nhóm thuốc vào giúp chúng ta phát hiện tổn thương dễ hơn. Thì tại sao nó dễ hơn bạn? Bởi vì cái này nó liên quan tới chỉ định chụp cái thuốc cảm quang hay là thuốc ư phản ư lúc nào các bạn. Khi làm các việc chúng ta hay là dấu CT hay là thường có thuốc làm việc có thuốc cảm quang vào các bạn. Thì tôi để cái này cũng giống như bên CT scan, tức là ở các chỗ mà có rối loạn tĩnh thập thanh mạch thì các đài phân tử thuốc cảm quang nó thoát ra ngoài được, và khi thoát ra ngoài vào ở các vùng viêm thì nó sẽ gây ra hiện tượng là nó thuốc này. Và cái thứ hai là bất thường cái tĩnh thập thanh mạch trong các cái vùng u, nó có rối loạn cấu trúc của cái thanh mạch thì nó có hiện tượng này. Và cái thứ ba là chúng ta chỉ định là các vùng và bất thường mạch máu, có nghĩa là các vùng di dạng mạch máu, các vùng da phân mạch máu thì chỗ đó cái lượng cảm quang tập trung lớn và chúng ta phát hiện được. Như vậy thì chỉ định của thuốc tương phản từ hay thuốc cảm quang khi làm các bệnh lý viêm u mạch máu sau mổ thì cái chúng ta thường chỉ định của thuốc và cách đọc được vậy thôi. Thì đó là cái phần phân biệt với điện tạo hình. Hình T1, hình T2, và hồi này giờ các bạn đang phân biệt đâu là T1, đâu là T2 mà.
cái tiết phần này thì khá quan trọng các bạn. Phần này thì bạn nhớ hình tiết mục thứ hai là bạn nhớ đầu tiết mục thứ hai thì sao thì có xử lý các bạn. Còn cái này là cái mà chúng ta phân tích hình, phân tích hình. Và cái này thường ví dụ như là 15 câu thì cái này 10 câu được các bạn, 10 câu tới 12 câu được các bạn. Và cái này các bạn cần cần nắm các bạn, cần nắm cái này. Bởi vì nếu chúng ta không nắm cái này thì chúng ta sẽ không phân tích được cái hình trọng từ. Hồi này là tiết mục thứ hai là quan trọng. Để cái này, phần này chắc chắn là quan trọng hơn rồi. Tiếng dùng mô và dịch cơ thể. Trong cơ thể ta có nhiều cấu trúc: khí, mờ, nước, protein, xương. Đó là giảm chất phổng. Thì tên tổng từ chúng ta có hai thông số: T1 và T2. Khí, T1 không có tín hiệu, T2 không có tín hiệu, có nghĩa là màu đen. Xương, xương đặc các bạn, xương đặc, cá xương nhiều. Thì T1 cũng là không có tín hiệu, T2 cũng không có tín hiệu, màu đen. Các mô sờ dây chằng gân thì phải màu đen, nó màu đen nhưng mà thấp và thấp, nó có tín hiệu bởi vì có ít nước proton hydro trong. Mờ thì tín hiệu cao trên T1 và T2, có nghĩa là trắng sẫm trên T1 và T2 cái phải đen. Còn nước chúng ta học rồi các bạn, nước là thấp trên T1, cao trên T2, cái này cái cơ bản chúng ta làm. Dịch protein thì tùy theo cái nồng độ của dịch thì chúng ta có thể có từ rất thấp đến rất cao và nó thay đổi trên T1, T2 tùy theo nồng độ protein. Cái này là cái chúng ta cần lưu ý nhớ các bạn, lưu ý nhớ đây là các cái cấu trúc bình thường. Chúng ta nhớ được cái nước thành T1 đen thành T2 trắng rồi. Để cho dễ các bạn này, các bạn dễ nhớ những cái cấu trúc cơ bản mà chúng ta cần nắm thì những cái ứng dụng mà đặc biệt ở dù sao là nó nằm trên cái bảng này luôn. Cái đơn giản nhất, cái chất cảnh sạc cái này chúng ta cần là vì chuyên bên thần kinh chúng ta thêm cái này, còn chúng ta cần này bởi vì trên hình chúng ta sạc được đứng hình T1 thì chúng ta bị chất cảnh một cảnh chất sạc như sau. T2 thì được bạn, nếu mà cái này được bị rồi các bạn, dịch nào tùy thì đây là hết T1, càng dưới này là càng đen, càng trên này là càng trắng. T2 vậy, như vậy dịch nào tùy là T1 đen, T2 cao hay là trắng, đây là chúng ta nằm trên luôn. Nằm rồi đó. T1 đường đen nằm thấp dưới này, T2 là trắng. T1 đường đen hay là gì nó tùy, đường đen, T2 trắng. Các quá trình bệnh lý như là viêm, phù, nang, các đó, các quá trình đó thì nước nhiều đấy. Các bạn, nước nhiều thì cái nào đúng không? T1 thế nào? Nước nhiều thì T1 thế nào? Chúng ta bị nước. T1 đen, T2 trắng. Như vậy các cấu trúc mà nước nhiều thì T1 thế nào các bạn? T1 em thấy hai cảnh các bạn mới kẹt cái đường này. Và đường đỏ là cảnh chúng ta hay học rồi, hay là bệnh lý chúng ta nằm ở đây các bạn. T1 đường đen, T2 trắng. Đen trắng nói các bạn chứ gì, chứ còn khi dễ vào là T1 thì dù thấp, T2 thì dù cao các bạn. Còn đây là thấp là đen, cao là trắng. Như vậy cái phùng phù tổ thương này các bạn nắm được gần này chứ. Tiếp hai cái thấp là vôi, ba cái là vôi khí dục dạng. Cái này là thấp T1 và thấp T2. Vôi khí dòng chảy thấp hết các bạn, thấp hết. Hai cái cao là mờ với mỏ các bạn. Vì cái mỏ các bạn có nhiều chứ rồi, tổ cấp cấp bả cấp, bả cấp sơ, bả cấp một mang đến thì tỷ hiệu khác nhau các bạn. Nhưng mà để cái gì thì hay gặp nhất là cái đoạn bả cấp một T1 cao, T2 cao và điểm mờ. Như vậy hai cái tín hiệu, hai cấu trúc mà thường có tín hiệu cao T1 T2 là mờ mỏ, ba cấu trúc thường có tín hiệu thấp lên T1 T2 là khí, vôi với là gì các bạn, dòng chảy. Như vậy cái này các bạn làm được cái này chưa các bạn, làm được không? Nước có tín hiệu thế nào các bạn? T1 thấp, T2 cao, được chưa các bạn? T1 đen, T2 trắng. Các quá trình bệnh lý, các bệnh lý mà tổn thương mà chữa được nhiều thì đó là thế nào các bạn? T1 đen, T2 trắng. T1 và T2 đều trắng hay là cao là cấu trúc gì các bạn? Mỡ máu. Ba cái mà cả T1 thấp, T2 thấp là gì các bạn? Là gì các bạn? Các bạn thuộc 5, 1, 2, 3 bộ ý trước các bạn. Nước, cấu trúc, bệnh lý, chữa, nước nhiều. Hai cái điều cao
ba người khác bố ý các bạn được chết rồi. Thật sự hôm nay yêu cầu bà là hồi này hình thứ 1, thứ 2 là 5 bình thân rồi. 5 bình thân rồi. Thôi chứ không ạ. Cái này trung bình thường thường chúng ta 10 tới 12 câu. Cái này, cái bảng này các bạn, 10 tới 12 câu. Tổng từ hiện tượng cộng từ 1 câu. 12 câu trong cái này các bạn. Thêm một vài câu rả lạc của này các bạn. Cái này 7 tới 80% đồ dung thi làm đây thôi. Và nó mang tự biểu dụng luôn. Đặc biệt cái này các bạn có hỏi gì nghe cái này các bạn. Cái này khó mình nhớ các bạn. Để tự biểu thì cái này cũng có bài này gọi là bài tín hiệu chủ sung các bạn. Thì mấy lần trước thì tôi cũng phải giới thiệu cái này. Nhưng mà thôi các bạn đặt thêm các bạn. Và cái này nó cũng đơn giản lắm gì. Tổn thương nan hay là is có tỉnh nhiều thế nào? T1 thấp, T2 cao, T1 thấp, T2 thấp, T1 cao, T2 thấp, T1 cao, T2 cao. Đề thi kiểu vậy đúng không ạ? Các bạn đã thế nào không ạ? Như vậy vấn đề của mình là chữ nan, nước nhiều thì giống nước. T1 thấp, T2 cao, T1 đen, T2 trắng. Các bạn đã hiểu rõ lắm, được không ạ? Nang là nang nào? Thì nang này vào trong cái đề một tổn thương dạng nang nào? Một tổn thương dạng nang là ngực, một tổn thương nang là gan, một tổn thương nang là cơ chẳng hạn các bạn. Thì mình hiểu như vậy. U bờ thể chai, lết phô mà cho cái thể chai mà hai gặp cùng ý kiến các bạn. Có tiền hiểu thế nào không? A, B, C, D các bạn. D các bạn. Thì cái này nó mở bờ cái một cao hai cao. Cái này thì không phải là nếu lớp tư kinh thì thể trang mấy lớp khác thì u bờ ở phần mềm ở cơ trong cơ dĩ da u bờ ở gan u bờ ở phổi các bộ phận khác các bạn. Như vậy thì quá nhiều câu được ra cái này các bạn nhìn tạm tùy tiết tắm tiết sáng vô ký tìm hiểu thế nào thêm tiêu mục thứ hai tổn thương nang là nào nang gan nang lắc phù nào dập gan dập cơ phù tủy xương là nếu phù nào mà đọc là dập gan tổn thương bệnh nhân vào tổn thương bụng ký dập cộng từ có dập gan thì trên hình cộng từ thứ một ra thế nào đúng không dập cơ đúng không cầu thủ là bỏng vào dập cơ thứ một ra rồi cầu thủ đã bỏng vào vì chấn thương vì tắc cơ tù mỏng cơ thì tự nhiên thứ một ra thế nào đúng không đó cái bộ cao thang cao biểu chế độ bạn tập bồn các bạn ấy còn tùy chế độ nhưng mà khi mà nói khi cài đặt luôn thì dùng bệnh nhân nào sau khi bị chấn thương chế độ rắc cơ ngày thứ mấy đó tùy nhiều bạn thì thêm thông tin để các bạn về ảnh thức các bạn u bờ ở nào ở gan ở phần mềm mà như cái này các bạn đặt được chưa các bạn hiểu ra như thế nào để các bạn ấy như vậy thì đó là chỉnh toàn bộ nội dung của cái bài chỉnh các bạn. Cái bài quan trọng nhất là thứ nhất hình cái một để phân biệt được cái một cái một được đen can được can. Hai là tỉnh nhiều cả tổng thức các bạn thì các bạn cần nhớ những cái những cái điều này nước cái một đen can cả các tổng thức phần lớn cả có thêm bệnh lý nước nhiều như là phù như là viêm như là nang dịch thì cái một thấp cái hai cao hai cấu trúc và có tín hiệu cao là mỡ máu và phục vụ ba cấu trúc có tín hiệu thấp tất cả cái một thứ hai là gì các bạn gì các bạn các bạn nhớ ví dụ như các bạn hỏi ví dụ như lan trình đó trình đó soi điều qua tốt nhất bằng kỹ thuật nào ví dụ như là siêu ct cộng từ thì các bạn lẫn cộng từ thì sai thì mình đem cả hai các bạn khó thì những cái là vào các bạn lưu ý hoặc là kỹ thuật nào ít phù hợp nhất là các bạn phải biết mà đồng đối đồng tư bởi vì nó yếu nhất trong cái nhóm tình huống các bạn thì bởi vì nó sỏi là cách xâm nhiều nước ít proton hero ít thì lấy đâu mà nó có tín hiệu từ đó nó đen tới một đen tới hai thì đó là có phân chỉnh của bạn nhé các phân chỉnh của bạn phải gì thêm không các bạn
nếu mở góc thì tôi giới thiệu mấy cái dụng sàn những phần nào nó thêm điểm nó thêm luôn còn vài phút tại tôi để nó sang các bạn tại thì có sẵn ở bên phụ môn kỳ định công ty kỳ định hiện nay kỳ định rất là rộng rãi đặc biệt mạnh hiện nay đặc biệt mạnh các bạn thì về hệ thần kinh thì cái này kỳ định quá nhiều rồi cơ sinh đất tim mạch cả u vú vùng nhọn vùng tai mũi họng và cái phần lớn thì người ta có chỉ định cầu tư khá rộng rãi và có giá trị luôn trong chỉ định thì gì là kim loại là thường là có chẩn chỉ định bởi vì sao có gì là kim loại trong chỉ định các bạn từ trường nó có từ trường tức là các gì là kim loại này nó vào thì nó sẽ hút các bạn ví dụ bệnh nhân có các cái mảng dây chuyền ít các bạn bởi vì mình chỉ tăng lâu rồi các cụ chứng minh hay các cái mảng nhỏ ở mắt cái nào cấp phổi hoặc là các cái phẫu thuật cổ xương hoặc là các clip mà có từ tính thì vào trong nó bức các bạn nó hút cái dao dây tổn thương thì ở nước ta cũng chưa được các bạn nước ta cũng chưa được các cái khác như là pacemaker các cái máy tự thính như loại này thì cũng cần thận khi vào bởi vì ăn thua cái loại chức năng ở phía sau mà cái chức năng cái máy thì pacemaker thì cái loại này ở phía sau cho mình biết là loại này có vào từ trường được hay không vào là từ trường 1-5 hay là 3-5 thì cả hàng thì gì đâu cũng làm cái loại này hồi trước thì máy này chỉ cần cái này tự chỉ định các bạn bởi vì cái này phải hỏi không bác sĩ là cái này có đưa vào còn lòng được không vì thường cái này nó ở trong cái catalog hoặc là trong cái dãy của hàng đưa có cái này có loại thì lúc bệnh nhân phải rồi còn có loại thì chắc là chúng ta không vào được từ trường có loại thì chúng ta vào nhưng mà phải tắt máy pacemaker và có loại thì vào mở nhưng mà không được chụp ở vùng ngực các bạn chụp chỗ khác được nhưng mà không được còn có loại vào thì cũng chụp được thành ngực cả các bộ phận khác thì nó tùy theo giá tiền các bạn thì chỉ vừa nãy cái đó cũng ra mấy cái loại tốt sau này đắt tiền các bạn chắc khoảng từ trong 250 triệu thì cũng tất cả cái loại có phải là đặt tiền thái kệ để mà chụp được thì tùy theo là chức năng ứng dụng các bạn và những cái này thì họ bác sĩ cắt được cái điều nào đó. Các cái thẻ, các credit card, từ dưới lúc mình để đi vào bị sổ và các chương trình của tỉnh đi vào bị sổ và bác sĩ cứ tưởng là bác sĩ cũng lớn các bạn thì có người nhà đau trong mà mua máy bên ngoài phục vụ lâu rồi các bạn thấy đau ôm mang cái sắp để các bạn thấy tại các cụ xong ra hư máy các bạn hư máy đang chạy bộ hành để hư gì các bạn tại vì mới mới mở các bạn nhé mới mới mở bị hư gì các chương trình nó sổ các bạn nó sổ các cái chương trình trong cái là vì năm 1998 cái máy trời tôi có đồ chạy mà cái đài truyền hình của thành phố và tâm đưa sạc và quay đưa một chương trình là những chương trình của máy phải là chương trình nó làm các bạn một cái nữa là các cái chúng ta tặng các cái đồ đạc dụng cụ mà đang khi vừa vào cái là nó gây nguy hiểm cho bệnh nhân thí dụ như hai cấp cứu các bạn bước đi khay vào phải điều dưỡng bước đi khay vào là tất cả những cái dụng cụ trên quay của bệnh nhân tất cả kìm kẹo tắm nó quay thẳng bệnh nhân để hưởng liền sai là các bạn thường giống như là vào tiệm và tất cả nó bán hàng luôn ngay chỗ là mình nên luôn hoặc là các cái vệ sinh cái hay gặp các bạn cái này cũng hay gặp bên cửa lại chúng tôi có thịt thọ bị không nặng các bạn tiêu diệt họ bị không bỏ cái bên oxy và chân ba cái năm cái gì đó bỏ chịu quên các bạn đầy đúng cửa phải một cửa đó. Thì cái cục nó bay vào nó đập cái máy hơi chịu này các bạn không phải ba cái lan thì cái cục tròn nó bay nó đập vô nó chỉnh vô đó thì ba cái lan nó hút cái ngoài vô nó thôi đúng không cái này nếu mà lại về nhất là chúng tắt máy tắt điện thì mất từ lấy ra nhưng mà tắt điện vừa là kể là 120 triệu mà mình tắt điện lại được cục ra thì vừa lại để cho chạy lại là mất 120 triệu cái tiền thế nhưng gì vậy rồi còn nếu mà lấy ra thì khó lấy ra chúng ta mất từ khoảng cái này khoảng 8 giờ mà lại chỉ tới khoảng 20 triệu rồi để thuê mà nhiều mấy người thì công ty mà to con lên giấy tờ giấy kẹo và đưa giấy vào bọc vào các bạn từ kéo cái người dạy cái khăn và kéo cái dạy khăn rồi có đi khai ông này cũng như là cái tâm rồi chúng ta thì cái này khác với gì thì bên gia đình của mình là chúng ta lâu rồi cứ bảo cái việc thì họ cứ cố vệ sinh các bạn có thể phòng chống và có kêu đưa vào mình chúng ta quay các bạn hút nước cái máy đi vào chúng ta đặt cái lồng các bạn cái này cũng mất mấy tiền mà bị sai rồi
Bây giờ phải về nào luôn. Em mấy thì lớn năm có bằng em nên được chơi tới đâu lâu rồi, cái này còn mấy năm có phải lâu trong trong vòng một chục năm này mà tập nguyên cái bài gì đó về cái lòng sinh hoạt mất đi hay lên tổ chức phải ba năm tỷ các bạn rồi giữ chỗ khác những chỗ khác có bị nha các bạn tôi kể hết nhưng mà kể các bạn thật là ôi kiếm sinh lúc ấy rất có bia loại này thì nó là ít gặp. Loại này mấy người to không bạn, người nhỏ có bị bạn nghe, người nhỏ có thể to bởi vì trong này cái lòng nó nhỏ của tóc vào cũng bị gồm một thời cái lòng phải bằng tóc vào thì tìm hơn hơn là sĩ và lòng dài nhưng thế nào họ vào chụp cọc họ vào họ đòi ra liền hoặc là họ chụp một hai xung họ đòi ra hoặc là họ chụp một lần là cả đời họ cho vào chụp được rồi như là thì đôi lúc mình động viên được cho mình cho cái an toàn này còn nếu cần thiết bạn như vậy thì cần thiết còn đưa các lần thứ chuyển các hệ thống tư tưởng nó hở hết tức là rộng hơn chụp được cái này cũng như thì tiếp tục bên chúng tôi từ năm 1998 bắt đầu chụp cho đến giờ này một cái hội chụp này nếu gặp là tổng chỉ 10 người rất là họ hay gặp nhưng mà chắc là người Nam mình nhỏ rồi so với lòng người Tây Tây người to nhưng mà một cái hội chụp hay gặp hơn thì đó là một số cái về tấm gì đấy. Các cái thùng lời và khóc thùng lời. Thùng lời thì trong từ là kỳ vụng mà cho sự tư phản của mình, tức là những vùng bất thường, vùng bình thường của mô mình tốt nhất. Có thể cắt được nhiều mà cắt, kiểu city chúng ta cắt được như ASEAN. Nhiều lắm chúng ta cứ đều vào cô này, cô nổi. Thì còn tổng tư chúng ta chuyển được tất cả các mà cắt, tùy cách chúng ta làm. Và kỳ vụng tổng tư là không dùng chữ sản, thì đây là thế mạnh nhất của tổng tư hiện nay so với các cái thùng khác. Thông thường lời là các chống chỉ định như hồi nãy gì là kim loại, base marker, chúng tôi chỉnh sửa rất quý các cái cấu trúc nó vôi ở trong cơ thể đôi lúc chúng ta khó xác định và sau ăn thì trên cộng từ khá nhiều một số cái gì để thấy là so sánh hiện nay thì CT và cộng từ đều rất là phổ biến rồi tuy là của CT scan cộng từ chúng ta không sử dụng đi. Về CT chúng ta chỉ định được nhiều bệnh lý, đặc biệt là các cái xương, tổn thương xương, phổi, ngực, cấp cứu. Bởi vì cái này chúng ta chụp rất là nhanh, chúng ta chụp khoảng vài giây là xong hết rồi. Toàn thân chúng ta chụp khoảng 7 giây, 10 giây. Trong tư thì chúng ta tổn thương mềm như là di căn, gân, tủy sống, nào. Thời gian CT thường chúng ta chụp ngắn, kể cả thời gian chúng ta chụp bị con bộ luôn và là còn thật sự còn 5 phút là nhiều. Từ lúc đưa lên chụp cái xuống là mấy cái đơn giản. Còn để chụp thường thường khoảng dưới phút mà tôi chụp cái đầu khoảng 3 giây, khoảng 15 giây, 12 giây thì tôi xong rồi. Cộng từ thì dài hơn. Tức bình khảo sát hiện nay là khoảng 15 phút. Một số khảo sát khó khăn hơn thì có thể kéo dài cả 1-2 tiếng, đặc biệt các khảo sát về chức năng của não, tim mạch thì khoảng 45 phút tới 1 tiếng. Cái cộng từ khảo sát ở chỗ là nếu sát mà chúng ta nó cắt 10 lát, tới cắt cả thứ 3 bệnh nhân lát cái đầu cái. Thì mình để những là các bạn các bạn còn ở cộng từ trong vòng một chu sốt khoảng 3 phút trong vòng 3 phút đó mình chỉ cần lắc một cái thì chúng ta bỏ hết chúng ta là bắt đầu là bắt phục lại cái khác thì thời gian khảo sát cũng dài hơn tí xả đây khảo sát giá thắc thì cộng từ thì đắt hơn để thêm khoảng 2 triệu tới 3 triệu còn CT chúng mình còn triệu chủ đơn bảo hiểm thì còn 500 sản cho tới 8-7 sau này thì cộng từ nhiều hơn gặp khó hơn thuốc tứ phản thì CT hay dùng iốt loại này là có thể diễn và diễn khá cao và diễn mạnh thì cái này còn ngày mà CT chụp cái này cộng từ một cái đố thì có thể nhưng mà diễn nhẹ hơn còn ít ít gặp hơn ví dụ nếu mà gặp diễn sốc cái đố thì khoảng năm ở cái này tôi gặp khoảng sốc mà cái đố và khoảng 2-3 ca thôi khoảng nhiều còn cộng từ này thì quá nhiều các bạn, cộng từ quá nhiều, cái này dễ chơi. Chỉ đến cái này điều rất là nhiều các bạn. Những cái ngày cách đây khoảng 3-4 ngày các bạn, cái nhu cầu của khảo sát là về trời là trên 1000 các bạn, CT các bạn. Và trên 1000 thì tôi chụp được khoảng 5-7 chỉ có các bệnh viện về trên chụp khoảng được 3-7 các bạn. Thì nó lên hiện nay cách đây khoảng 2 tuần và bữa giảm xuống thì trung bình một ngày thì ngay từ chụp khoảng 4-7, 5-7 chuyển đi khoảng 2-7 như vậy bình thường nay là khoảng 7-8 còn vô
mùa cao điểm là khoảng 1.000 các bạn đó sẽ đi thì đến rất là nhiều động từ thì bắt đầu lên các bạn bởi vì hiện nay thì tại đây dịch trung bình khoảng 200-300 là chuyển tâm trong này thì trung bình là 200 cao từ 300 cao một ngày đặc biệt là động từ cái số này tăng được bạn bởi vì chiều máy cũng tăng được có máy tăng được như vậy thì cả cái chỉ định CT cộng từ đều rất là mở rộng và chỉ định càng nhiều trong đó cộng từ thì ngày càng phát triển càng có cả chỉ định sâu thì sâu đặc biệt là chỉ định thần kinh tim mạch và cơ sức khỏe để các bạn nhìn thấy các bệnh lý đó là thứ tiền hình thì phần lớn các cái thương chúng ta gọi cái X-quang CT thì gắn chỉ trang phần mềm toàn bộ chúng ta đều chỉ định cái cộng từ so sánh MRI CT có một sai không? MRI không dùng tia sáng. MRI thường gọi thời gian khảo sát dài CT. MRI tốt cho khảo sát phần mềm. Giá tiền CT cao hơn MRI. Thuộc tư phản sử dụng CT thì phải dùng phù hợp. Mấy câu sai không ạ? E sai. D tiền khảo sát CT sai. D E sai. À, một số mình. Đây là đồ bị đồ bị thì trong thời gian các bạn đồ bị cái gì mà CD mà thì mục cái đồ bị chúng ta phải xác định được có tổn thương không và có đồ bị không tức là có nhồi máu hay là chỉ huyết xuất huyết tức là có tổn thương không cái tiếp là tổn thương nó là nhồi máu thiếu máu hay là xuất huyết để chúng ta có thay đổi CD rồi vị trí tổn thương ở đâu mức độ tổn thương thế nào thì đó chúng ta đánh giá trong não đánh giá thiếu máu sau đó thì hệ thống tuần hoàn ngoài nào đặc biệt là đồng cảnh có tức là có tổn thương mạch máu hay không tắc mạch không hẹp hay không rồi thì là những câu mà chúng ta sẽ trả lời khi một cái khảo sát thì thông thường thì những cái khảo sát trong kiểm CT thì cũng trả lời được các bạn nhưng mà cộng từ chúng ta trả lời sâu hơn và chi tiết hơn đây là tổn thương bệnh nhân bị đột quỵ của cái hệ thống động mạch sống ở phía bên phải chúng thấy đây là tổn thương ở T2 tăng ở vùng tiểu não ở phía sau phía bên phải đây bên này là bình thường rồi to đến bình thường ở đây là bất thường tăng cái gì do tăng T2 các bạn T1 đen T2 tăng T1 thấp T2 cao rất nhiều thì đây là phù trong thị môn này đây một chủ xúc khác cái đầu tư chủ xúc này giúp chúng ta phát hiện ngăn được đây chủ xúc phức tạp là chủ xúc của nhóm đặc biệt những miền hay kỹ thuật này là được đưa vào thường quy cho tất cả các máy của các hãng thấp nhất ở cái này và trong protocol chuyển được đó nó có tổn thương là tăng cái điểm sần và giảm trên ATC chúng ta dùng chữ số SWR là xét được là cái vùng này tổn thương này có xuất hiện hay không bởi vì khi xuất hiện thì ví dụ chúng ta xuất hiện chúng ta không sử dụng cái thuộc cái sự cả chúng ta chụp đầu tư mạch máu để thấy có tắc mạch cái đấy không có tổn của bạn chụp cái này vào 4-6 nhé phải tắt được cái động mạch sống phía bên phải và chúng thể khảo sát thêm từ môn nào đây là perfusion với thiết bị gì cái này giúp chúng ta biết là vùng đấy chúng ta được cái vùng loại vùng cắt cầu thiết sản để chúng ta có thái độ điều trị cái này thì cái này chụp giờ thứ bảy các bạn 14 phút 23 giây thì tất cả thông tin đó thì đều chúng ta đều có thì dựa cái CT cộng từ thì dựa hai cái cộng từ cho thông tin tốt hơn các bạn những bệnh hiện nay cả gala hiện nay gala mới hiện nay 24 thì vẫn là cái CT chúng ta là bắt đầu lý do những câu hỏi này chúng ta đều trả lời được cái CT lý do được là cái máy CT phổ biến hơn khi chúng ta bác sĩ làm việc 24/7 còn mà cộng từ thì không phổ biến các bạn không nói chuyện gia thành nhưng mà không phổ biến ở nước ngoài thì cái lực lượng mà CT còn để lực lượng kỹ thuật viên bác sĩ để khảo sát các bộ phận của từng họ có các bạn cái đó thì
khuyến cáo là không đâu là bệnh sẽ đi, nhưng mà chỗ nào cơ sở nào có điều kiện vẫn làm cái này. Ở Việt Nam thì ngoài bệnh mai thì họ làm luôn luôn cái này, đặc biệt cái bác sĩ lâm sàng thì còn không sao mà thì làm sẵn ở cái cổng từ luôn. Và giá thì thông tin của bạn thì cái này thông tin tốt hơn được. U não thì cổng từ tốt hơn CT scan, và phần là cái triệu chứng nào như thế này thì điểm cái cổng từ này thôi. Đây là u tuyom ở vùng thân nặng, kiểm tra đây là vùng cầu nặng, cái phù nề nặng khá nhiều các bạn. Đây là u não, nó bắt đầu đây luôn. Còn đây là cái vùng mà tổn thương xung quanh cái vùng u này, T1 dài, T2 cao, còn vùng này là phù quanh u và nó gây ép cái não thức tư ở phía trước này. U tuyom viêm, u tuyom viêm thì hiện nay thì đến đó u là của bên cổng từ, và riêng với u tuyom viêm nếu mà cái dùng phát hiện các triệu chứng nghi ngờ u tuyom viêm phụ nữ để chỉ sửa rối loạn các cái hormone thì đầu tiên là chỉ định của bên cổng từ. Đây là u tuyom viêm kích thước nhỏ, có nghĩa là các u tuyom viêm mà kích thước microadenoma thì kích thước chỉ 10 mm, còn những trên 10 thì gọi là macroadenoma, là các microadenoma này thì khó phát hiện cái CT. Ngay cả cái cổng từ thì chúng ta không chụp kỹ thuật đặc biệt thì chúng ta cũng sót rồi. Đây là chụp kỹ thuật gọi là Damage C, có thể chụp theo cả cái thị đồng học của áp thuốc, tiêu bơm thuốc, bơm thuốc 30 giây, bơm thuốc 60 giây, bơm thuốc 90 giây. Vậy thấy là cái thị 90 giây này, cả ô tâm ô đều nó cũng áp thuốc giống nhau và chúng ta không phân biệt được. Riêng hai cái thị 60 giây các bạn thấy cả cái ô đen dạp dạp bên trong từ hồ hộp đen bên trong các bạn. Đây là cả u microadenoma, cả cái vùng dạp rất nhiều này. Và thường chúng ta phát hiện được tốt nhất ở khoảng 60 giây này. Thì đây có thể ta sẽ con chụp tề hơn chụp tám thể luôn, không thể như này. Lao nặng hơn nặng luôn. Đây là một cái bệnh côn mà chuyển bài đầu là vùng bên nền. Lao ở vùng nặng cũng cái bệnh côn mà hoặc là dài vùng nặng. Đây viêm nhiệt thì cộng nguồn từ chỉ đến đầu tay hơn CT. Cho biết có tổn thương, vị trí tổn thương, mức độ, số lượng, đặc biệt liên quan cả cấu trúc của sọt. MS thì cái này là vùng được cộng từ của hình hồi này. MS tức là sơ tĩnh não rạn ràng, với cái bộ sclerosis tức là sơ tĩnh não rạn ràng. Cái này là do cả cái màng mất myelin, cả cái kết cảnh não đó, mất myelin thì vỡ, nó giảm nước tăng, T1 giảm, T2 tăng. Và chúng ta dễ thấy là cả cái màng này là T1 giảm, T2 tăng. Ở đây chúng ta sử dụng chiều sâu flang để thay đổi hơn. Vậy như cái nào các bạn thấy cái một giảm cái hai tăng, nhưng mà khi mà phân tích ra thì chúng ta có tìm đấy là sau này chúng ta đọc u là sau đọc viêm hay là đọc nhồi máu, mà chúng ta đọc thẳng nhìn vào đọc sơ sinh là ra rồi là cái chuyện phân bổ cần cái nạp thất hình bầu dục hoặc hình thoi trục dài lúc đó có trục nạp thất thay đổi theo thời gian hoặc là nằm ở thể trai hoặc cái cảnh dưới gò nào hoặc là chúng ta kết hợp cả tiêu chuẩn của bên hình ảnh học về các cái tiêu chuẩn chẩn đoán thì nó mới ra được các bạn. Thế là chúng ta thấy là giảm cái một tăng thang bắt thuốc là chúng ta theo cái bệnh lý, nhưng mà cái này chúng ta phát hiện bất thường là từ đây vị trí đặc biệt là lâm sàng thì chúng ta mới hướng tới chẩn đoán của mình. Ở đây là cái thoát vị để mà cuộc sống ta tăng. Đây là 4 lần 5 rồi, chúng ta thấy được trực tiếp khối thoát vị ra sao với xuống dưới. Nó cũng chuẩn bị thành mặt rời của mình. Và đây là cái khối thoát vị nằm phía bên trái. Và đây là tầng N là 4 lần 5. Như vậy cái rèn sau này là rèn N là 5 phía sau này. Để 4 lần 5 lên ra, thì đây là S1. Ở bên này là 5 bên này, nhưng mà 5 phía phải N là 5 trải biệt đây. Tương tự là S1 phía sau này là từ bước được nhé. Vậy thấy được trực tiếp, thấy được chèn ép cạc rề cái này tùy theo cái độ vị trí của rề. U này nằm ngoài trụ sống của vùng cổ, đây trụ sống bên đai luôn. Còn cái u này nằm trong tử, trong nội tử. Cái u này từ từ chúng ta đọc là các cái astrocytome nội tử. Còn cái này bên này là của cái nơ dương. Em đã có thân nhưng mà đặc biệt các kỹ thuật công tư của tạo thân. Cái này chụp một lần
chỉ định trong các tầm soát các bệnh nhân, đặc biệt là các cái di căn, các cái tổn thương tủy xương, các cái bệnh lý mà chúng ta cần tầm soát nhiều lần, ví dụ lymphoma là dạng đặc biệt biểu trình, hoặc là các di căn xương và cái này tốt, bởi vì các cái tổn thương tủy xương và thì em ra tổn thương thì nó trong tủy xương là mờ, chúng ta xóa mờ các tủy xương rất là sớm, chúng ta phát hiện được. Còn lớn nó sẽ đi ở sàn xương ở bẹt, vì bẹt thường thường trên cái bảy như vậy chúng ta là cái độ tư phản cho phép cộng từ chúng ta phát hiện rất sớm luôn. Cái này nó liên quan bên thật cái nhiều, tôi nói cái này khoảng 3 phút về cái này. Okay, đúng cái này thì tôi còn số qua phần ở bên chỗ phần bên động lực, phần bên tàn các u ở vùng bụng tiêu hóa, các cái bệnh lý mạch máu, các bệnh lý về tim mạch thì cái bệnh lý cơ xương khớp bị thương thì cái này các cái tôi có gì và sao. Một số tình huống hiện nay lúc trước thì gọi là mới, nhưng mà khoảng trong vòng tôi thì khoảng 10 năm 12 năm trở lại thế thì phần lớn cái này người ta đều là đặc biệt với một số trung tâm lớn cứ tạo ra nội đạo các bạn diffusion. Cái này hồi nãy giờ chúng ta học trên CD cộng từ chúng ta học theo giải phẫu, chỗ này là kích tặng sáo, chỗ này là thể chai, chỗ này là gan phát tùy mấy mạch máu. Nhưng mà hôm nay là cho chúng ta biết là sự cốt tản hay là sự chuyển động của cả phát tùy đứt, sự khác biệt về chuyển động của phát tùy đứt vùng bình thường và vùng bình lý có rất nhiều ứng dụng và hiện nay rất rộng rãi. Đặc biệt thế mạnh của cái này hay ứng dụng cao sở nào phát hiện các cái trường hợp đột quỵ cấp, đây là kỹ thuật phát hiện đột quỵ cấp tốt nhất hiện nay và sớm nhất hiện nay là quyết tạng dùng mỗi lần cấp 72 giờ các bạn tăng đi nhiều. Tổng từ tử máu thì kỹ thuật này thì đánh giá sự tử máu của vùng khảo sát như hồi này các cái vùng bệnh lý so vùng bất thường, đặc biệt ví dụ bạn các vùng tử máu nhiều, ví dụ có cái u gan u nào các loại u phần mềm thì cái vùng mà thường u ác tính thì tăng sinh máu mặt nhiều, tử máu nhiều và sử dụng chúng ta để thấy để đánh giá sự khác biệt giữa cái vùng tử máu với ít tử máu. Ví dụ đánh giá trong cái trường hợp chúng ta hậu phẫu theo dõi một cái bệnh nhân cái u cả cái cấu trúc phần mềm thì có thể sử dụng các kỹ thuật này. Kỹ thuật cryptography, kỹ thuật này là về bỏ sợi cái này nào các bạn, cái này cũng dễ làm thôi, bất công chút nhưng mà dễ làm. Chúng ta khảo sát các bỏ sợi cái về mặt giải phẫu hoặc là các cái tổn thương, đặc biệt đánh giá sự liên quan của tổn thương với cả cái bỏ sợi cái này. Ví dụ như thế này, cái u nằm ở vùng tư dương thì mặc dù tư dương ở dưới nhưng mà một số u mà tôi đánh tụng đánh giá các bỏ dưới, còn các cái khối u mà nằm ở vùng trên, các vùng liên quan về chức năng nào nhiều, ví dụ như các vùng vận động nào như bên này các bạn, thì chúng ta kết hợp kỹ thuật gọi là kỹ thuật tiếp nắp thần kinh first neuron. Ví dụ cái hình này các bạn có thể bị chỉ bên trái chúng ta bằng bàn tay này các bạn, bàn tay sau thì cái vùng mà vận động của bàn tay bên trái chúng ta sẽ kích thuật máu lên nhiều, tiêu thụ oxy thì nó giảm cái hemoglobin, còn để giúp oxy hemoglobin thì chủ số này giúp chúng ta phát hiện được thay đổi giữa oxy và để giúp oxy hemoglobin, từ đó chúng ta có hình này. Đây là cái vùng bàn tay nó được kích thuật rồi. Và như vậy đối với vùng nào ở vùng đây thôi, vùng bàn tay này thì chúng ta sẽ đánh giá từ cái u mà tới vùng vận động chức năng bàn tay là cắt bao nhiêu, thường trên 2 là thường ít ở chức năng và dưới 2 thì rất là thành phần, thì chúng ta sẽ đồng vào các vùng này. Tương quan thì cái u với là cái vùng chức năng này thì chúng ta chọn cái vùng vò nào thì chúng ta rập thì chúng ta đi vào tặng cái vùng chức năng này, hoặc là kết hợp với là cái tóc tôm chúng ta tặng các cái bó thật cái nhà thí dụ của tháp nằm phía trong hay ngoài hay là nó xen giữa các bạn, thì chúng ta kiểm cách chúng ta tận bộ lấy tối đa những hạn chế tối thiểu các cái tổn thương gây cái triệu chứng chức năng. Đây kỹ thuật này kỹ thuật là các kỹ thuật này chúng ta dùng to hơn các bạn nhé, các cái u vú phần mềm tất cả chúng ta sử dụng các kỹ thuật này một cái có cái ý nghĩa cũng nhiều khác nhau hơn. Cộng từ phổ spectroscopy thì cái cộng từ phổ này thì chúng ta cho cái hình là u nào rồi tăng tín hiệu giảm tín hiệu, nhưng mà cái cộng từ phổ cho chúng ta cái phổ spectra cái cộng từ phổ này chủ yếu là nhiều cái các bạn, nhưng chủ yếu là được dùng các thông số về cái creatinine, choline, NAA là các thông số cơ bản. Bình thường nào các bạn thì cái NAA creatinine thì nồng độ nó bình thường ở trong cái nhu nào,
Nhưng khi có tổn thương thì hai cái nồng độ nó sẽ giảm xuống và chúng ta biết là có tổn thương nào. Cái colin là cái marker cho cái sự tăng sinh màng tế bào, phần lớn marker cho u. Và như vậy nếu có cái vùng đây là tổn thương mà đây là cái vùng cái hình dưới này là hình đây là hình tổn thương rồi, thì nếu chúng ta đặt cái ô vào trong này mà cái đó chúng ta đang này thì nhìn vào phổi này chúng ta thấy creatinine giảm, NDL giảm thì ta có tổn thương vì loại tế bào thần kinh, thấy cái đỉnh colin rất là cao thì ta có tăng sinh tế bào. Và như vậy cái hình này giúp chúng ta phân biệt cái này là cái u hướng tới nhiều hơn cho chúng ta ít nhìn thấy cái vi kẻ hoặc cái tổn thương vì loại khác. Thì đó là những số cái mà hiện nay tôi bị đang điều cùng bắt đầu làm các bạn, bắt đầu làm bác sĩ hiện nay thì có thể tìm được các bạn u nào để làm personal, u nào để đi làm chắc thôi đánh giá liên quan luôn. Ở trên này thì thường bác sĩ nói đến thì chỉ định cái này để các bạn chỉ ghi vào trong là làm thôi. Câu hỏi của bạn đột quỵ nào cấp giai đoạn rất sớm, kỹ thuật nào giúp phát hiện tổn thương tốt nhất? Phức tạp các bạn. Em trai có ưu thế với CT trong các bệnh lý sao cho phút sau? Đột quỵ nào cấp, u nào, bệnh lý thức tánh, bệnh tức số nào cấp, viêm bị mà nào, hoặc nào? Đâu sai các bạn? Đâu là không? À, cái này chẩn thức sơ cấp rồi. Chẩn thức sơ cấp thông thường thì sử dụng CT. Lý do là CT nhanh mà cho chúng ta các thông tin cần gì và cần quyết định đi bộ hay là để làm máu tụ. Thoát vị dừa, máu tụ dừa ở tiêm phòng thì chúng ta làm, còn không chúng ta theo dõi cái bên điều trị nội khoa. Bệnh thức sơ cấp còn bị vật và các bạn nó lắc qua lắc lại khó tạo sạc CT thông thường. Bệnh nhân mà cấp thì còn gì đến mà mang cả cờ cù hấp cù vòm nhiều nữa, do đó thì cái cần mấy em nhỏ các bạn chúng tôi cần đề là vô ôm trong tay đầu xuống chụp các bạn thì do chẩn thức sơ cấp là vai trò của CT cấp mà chúng ta hay sử dụng đồng từ trong trường nào không? Trường hợp CT không giải thích được các dấu hiệu lâm sàng, ví dụ chụp CT âm tính thấy gì hết nhưng mà lâm sàng là sâu bệnh nhân ba bốn thì đó là tổn thương trực tràng rồi cho vào. Hoặc là đang theo dõi bệnh nhân này là sẽ không giảm mà không giảm thích được chụp CT thấy gì rồi sẽ lại tổn thương, vì đôi lúc cả cái phù nề nó cả cái tổn thương xuất hiện cả phù nề hoặc là cả cái vị trí đặt cái phút sau thế nào thì chúng thấy được cái tổn thương. Như vậy trong trường cấp em ra khỏi chỉ định nhưng mà lần sau thì có được thôi, thì vẫn chưa là như vậy. Nếu mà giai đoạn bản cấp về màng tính thì vai trò của tổn thương lớn hơn và lớn hơn giai đoạn cấp. Tổn thương đi càng cân đối xuống trên kỹ thuật nào giúp đánh giá tổn thương tốt nhất không? Đây đến sao phải mạch máu mình CT phải, bởi vì CT chúng ta là xương thì được rồi. Và đây là di chằng, cái này chúng ta còn sớm để ăn và tổn thương được và những dừa hát cái này thì sớm có cái thùng lề chỗ là giá rẻ làm tốt làm tài dơ tài chỗ cơ động giá trị trường cao nhưng mà chụp là phải là tổn thương thế cho độ phân giải của nhau tốt hơn chi tiết đánh giá toàn diện một cái tổn thương chi tràng phần mềm xương thủy xương tất cả các loại tổn thương tốt hơn mạch vành tốt ít xâm lấn mạch vành thế sai tốt ít xâm lấn CT thì tốt ít xâm lấn hết mà ông tư cho phép đánh giá bệnh lý dựa vào thay đổi các chất tại vùng khảo sát, thay đổi nồng độ các chất tại vùng khảo sát, ông tư như vậy. Phức tạp từ máu, phổi, chức năng, phổi và spectral là đánh giá nồng độ các chất, thì đánh giá cái u của vú, u ở cơ, u ở các bộ phận khác mà thành có liên tăng các bạn thì có thể đây để có phân biệt. Phần kết luận. Công tơ thì có cái nền giá trị ứng dụng sang rộng rạc các bạn thấy khá rộng rạc khử hèn là bắt được mạnh các bạn cái nước ngoài thì còn chỉ thứ bảy ở Việt Nam ta có nghĩa là cũng bắt đầu khoảng thứ tư thứ năm là bắt đầu được máy nước ngoài mà cũng thấp và không có những là 0.063 tức là 0.063 tức là lúc đó là các mạng thế giới bắt đầu lên 1 thứ năm hết rồi các bạn. Thì các mấy khu vực chúng ta là một cái đại phục là một
sau đó 1-2 năm sau thì bên mảng thứ hai là bên Vietso và sở thì là nhưng mà giờ mới rất là ít và cái xưa trực ngày phải ca thôi ca, nhưng mà hiện nay này các bạn thấy nhu cầu là khá là này tăng tăng rồi, hoặc là tổng số tiền thì các bạn thấy trực ngay một máy mà trực phải được trên 60 ca rồi ngay mà trực 60 ca tức là trực từ đêm mà trực từ 12 đến 4 sáng trực tới cấp độ rồi đây hướng nghe phát triển mạnh bởi vì cái nhu cầu lớn. Hai là nó còn kết hợp nhiều ngay được CD chúng ta đã tới bờ rồi các bạn, bờ còn cái này chúng ta còn kết hợp bếp đánh giá cả cái đầu dễ nào cả phân tử thì cộng từ kết hợp tốt hơn cả cái thực hành sau này là mặc dù là xuất hiện trẻ mới phát triển trẻ nhưng mà hứa hẹn phát triển mạnh các bạn tăng từ từ từ. Như vậy thì bài cũng xong các bạn. Các bạn có hỏi gì thêm trong cái này các bạn? Bài phụ tải thì để các bạn liên lạc với bộ môn tự nhiên thì tôi sẽ gửi bài phụ tải. Còn các bạn có gì các bạn gửi gửi vào đó thì các bạn cần mail có gì các bạn có được sang được cái mail mình có gì. Các bạn hỏi gì đấy các bạn? Một cái nam này giống như là cái nam mà nghề ở trong phong như này
cái sổ hai đẹp đeo luôn. Thì vì nó cũng đã được cũng đẹp, nó bây giờ cũng đẹp, bây giờ dịch đang dịch là gì đẹp. Thì chúng ta sử dụng cái xuống này hoặc là cả cái vùng mà ở trong dịch làm gì mà u và u dịch này thì đôi chúng ta bơm thuốc thì cũng bắt thuốc, còn mà cái dịch làm gì cũng dịch thì chúng ta không không thể bắt thuốc. Như vậy một là cách đơn giản nhất là chúng ta dùng cái flame phân biệt về cả tổn thương ở não nằm cạnh dịch làm gì hay trong dịch làm gì. Cái thai dùng cả tiểu xuống đặc biệt hơn. Cái ba dùng bơm thuốc các ô mô viêm ngay cả nằm trong dịch làm gì chúng ta nó bắt thuốc, còn những dịch làm gì thường thì không. Thì như vậy thì từ chúng ta sẽ gặp cả cái như vậy cái flare thì dùng phổ biến tất cả các kỹ thuật gì thì nó thì dùng flare mà. Để tôi bảo hỏi gì nhé các bạn. Để bài rơi thì chỉ 22 điểm mà. Để chúng ta nghỉ các bạn. Và chị chúng ta gặp sau.